Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Thúy Nguyễn bên mình nha. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một em Zippo hàng tuyển nha anh em. Em này hàng rất là hiếm đó anh em. Chủ đề em này thì rất là ý nghĩa với biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ và thành phố New York, Liberty, nữ thần tự do nha anh em. Toàn thân em này thì hãng phủ sapphire đen titan cao cấp, sapphire bóng titan. Trên tay rất là đẳng cấp, sang trọng lắm anh em. Hàng zin, hàng new full box nha anh em, mới 100%, chưa hề đụng chạm gì ha. Hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn nha anh em. Cất tủ cũng khá lâu rồi. Nay mình chia lửa tới anh em đam mê toàn quốc nha. Anh em nào có duyên tuyển em nó về sở hữu chơi hay làm quà tặng, quà biếu cho người thân, bạn bè, đối tác công việc, anh em cứ gọi mình. Số điện thoại mình để trên tựa đề clip nha anh em, 0909 828 779 nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn ngay bên dưới clip nha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Zippo bên mình. Còn em này hàng hiếm và rất là sang trọng nha anh em. Anh em nào có duyên trước em nó cứ gọi mình. Giờ mình xin trên tay giới thiệu sơ qua với anh em nha. Toàn thân phủ sapphire đen titan nha anh em. Sapphire bóng. Em này anh em trên tay thực tế rất là đẹp anh em, rất là sang trọng, mạnh mẽ. Em nó đáy lõm nha. Hàng zin nha anh em, chưa hề đụng chạm gì ha. Biểu tượng nữ thần tự do rất nổi tiếng ha. Hàng Zippo Mỹ xịn bên mình thì anh em yên tâm, xài rất nhạy lửa nha anh em. Để nhẹ lên lửa, để nhẹ lên lửa thôi. Giữ xăng lâu và bền bỉ chạy cối ha. Số điện thoại mình là 0909 828 779 nha anh em. Anh em cứ gọi là sẽ có người giao cho anh em toàn quốc luôn. Có nhu cầu xem hình ảnh thực tế em nói thì anh em vô trang Facebook mình. Đường link để vô mô tả, anh em click vô xem. Hàng zin ha. Rồi kỹ anh em xem luôn nha anh em. Với full box luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh ngay bên dưới clip nha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Zippo bên mình. Còn anh em có duyên tuyển em này thì cứ alo mình nha, 0909 828 779 nha anh em. Hàng full box. Rồi, cảm ơn anh em xem clip. Chúc anh em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe ha. Luôn luôn là an khang thịnh vượng và có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống nha anh em. Cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.